La Porta sang tận Qatar, Xavi sắp về Barca. Hôm qua, hai sếp lớn của Barca là Phó Chủ tịch Rafa Juste và Giám đốc Thể thao Matteo Alemani đã bay sang Qatar để đàm phán với câu lạc bộ An Sadd về việc chiêu mộ huấn luyện viên Xavi. Tuy nhiên, cảm thấy chưa an tâm vì thái độ cứng rắn của An Sadd, đích thân Chủ tịch Juan Laporta đã lên đường sang Qatar. Thông tin này được dò dỉ từ mạng xã hội. Một tài khoản Twitter khi đăng tấm vé của hãng hàng không Qatar Airways có tên hành khách là Juan Laporta. Chuyến bay từ thành phố Barcelona vào lúc 8:40 và hạ cánh tại Qatar vào lúc 16:55 theo giờ địa phương. Theo báo giới Catalonia, Barca nhiều khả năng sẽ hoàn tất việc ký hợp đồng với Xavi trong vòng 24 giờ tới. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha cũng tiết lộ đồng ý điều khoản cá nhân với Barcelona. Tiền vệ huyền thoại của Barca chia sẻ: "Tôi đã nói chuyện với Barca trong nhiều ngày qua, mọi thứ đã xong xuôi, vấn đề giờ đây là cuộc đàm phán giữa hai đội bóng. Barcelona sẽ tới Qatar để nói chuyện với câu lạc bộ An Sadd. Tôi rất vui mừng và hào hức vì điều đó. Tôi đang chờ xem thương vụ này có xảy ra hay không. Tôi thực sự muốn trở về nhà. Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Cả hai câu lạc bộ đều biết vị trí của tôi."